Quý vị khán giả thân mến, chiều hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023, trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Ở trụ tháp T15 của bờ Tiền Giang thì các anh đã hoàn thiện thép rồi, thì bây giờ các anh đã sẵn sàng cho cái quá trình bơm bê tông khối dầm K15 chiều hôm nay. Thì xà lan của đơn vị bê tông đường thủy cũng đã cập bến vào ngày hôm qua rồi, cũng cung cấp vật tư, thiết bị, cát, đá, xi măng, nước sạch, tất cả mọi thứ ở trên trạm số 6 để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái quá trình bơm bê tông khối dầm K16 cả nhà ơi. Còn ở trên mặt cầu thì các anh cũng đã kéo ống xong xuôi hết rồi. Thì thời tiết bây giờ thì mình thấy là đang chuyển mưa, và hướng bên Cần Thơ thì đang mưa rất là to cả nhà ơi. Thì cũng hy vọng là ở cầu Mỹ Thuận 2 chiều nay không có mưa để các anh bơm bê tông thuận lợi nhất có thể nha. Vậy thì cái quá trình làm việc của các anh chiều hôm nay như thế nào, quá trình chuẩn bị bơm bê tông ở trụ tháp T15 ra sao, thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.